Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn, sinh năm 1981, trú tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 23 tháng 2 năm 2023, tại km 18 cộng 50 quốc lộ 5, chiều đường Hải Phòng, Hà Nội, thuộc địa phận xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 34A38985 do Trần Văn Tuấn, sinh năm 1981, trú tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Văn Tuấn thì phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn, kết quả là 0,675mg/lít. Tổ công tác thông báo kết quả in phiếu đo nồng độ cồn nhưng Tuấn không ký, không công nhận kết quả, không công nhận lỗi vi phạm, có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khống chế, lập biên bản, bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm để điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tại công an huyện Văn Lâm, Trần Văn Tuấn tiếp tục có những biểu hiện ngoan cố không hợp tác. Căn cứ các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 12 tháng 6 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện nay, thực trạng chiếm dụng hành lang vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán trên nhiều tuyến đường đã diễn ra khá phổ biến, nhưng chưa được các cấp chính quyền và lực lượng chức năng chấn chỉnh vi phạm. Theo ghi nhận thực tế tại khu vực chợ đường cái trên quốc lộ 5 thuộc huyện Văn Lâm, tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất an toàn giao thông. Mặc dù có biển báo cấm họp chợ, tuy nhiên việc người dân bày bán hàng vẫn diễn ra tại đây. Bên cạnh lưu lượng người tham gia giao thông đặc biệt tăng cao, tại đây tình trạng vi phạm hành lang luôn nóng, có các hộ buôn bán bày hàng, dựng biển quảng cáo, thậm chí là bắt giảm cưới, chiếm dụng lòng đường, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương cần phối hợp với lực lượng giao thông quyết liệt hơn trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc giữ gìn an toàn giao thông, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông. Mặc dù con đường chỉ dài khoảng 2 km, nhưng là nút giao thông quan trọng trục chính dẫn vào trung tâm xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Nhưng nhiều năm nay, người dân bức xúc vì đường hỏng, bầm nát mà không được sửa chữa. Qua ghi nhận trên tuyến đường này, có rất nhiều điểm mặt đường bị hư hỏng, mặt đường nhiều chỗ bị nứt, bong chóc hết lớp bê tông cong vênh gồ ghề, khiến mặt đường nham nhở. Đặc biệt nhiều đoạn nền đường bị lún sâu tạo thành ổ voi, ổ gà, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Trời mưa ngập ngụa, hố nước, trời nắng bụi mù mịt nhưng chưa được sửa chữa khiến người dân khổ sở. Thực tế ra cái đường ở ngoài Tân Châu, mặt đường bây giờ nó cũng đang xuống cấp rất là trầm trọng. Những ngày mưa thì có những cái ổ gà thì di chuyển nó rất là khó khăn, rất mong chính quyền để tu sửa cải tạo cho chúng tôi để di chuyển đi lại cho nó thuận tiện. Đặc biệt vào giờ cao điểm, đường xấu dẫn đến học sinh đi học về bị ngã rất nhiều. Tình trạng trên diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn không được xử lý triệt để, gây bức xúc cho nhân dân và người tham gia giao thông mỗi khi di chuyển qua đoạn đường này. Các hộ dân sinh sống tại đây mong muốn tuyến đường sớm được cải tạo, nâng cấp để đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn. Trong những ngày nắng nóng vừa qua, có lúc nhiệt độ đo được tại mặt đường lên tới 45 độ C. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt như vậy, nhưng các chiến sĩ, cảnh sát giao thông vẫn phơi mình để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Những ngày qua, thời tiết oi nóng, nhiệt độ dự báo là 39-40 độ C, nhưng trên mặt đường do hấp nhiệt nên nhiệt độ có lúc lên đến hơn 45 độ C. Dưới trời nắng nóng, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an tỉnh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến. Tại các điểm thường gây ùn tắc giao thông, đội cảnh sát giao thông số 1 đã căng mình thực hiện nhiệm vụ vượt cái nắng, thắng cái mưa để điều tiết đảm bảo giao thông trên tuyến. Những anh cảnh sát giao thông ấy rất vất vả vì ngày đêm lúc ùn tắc thì anh em có mặt luôn và các vụ tai nạn đến luôn kịp thời. Nhiều hôm mưa bão cũng vậy. Để làm tốt nhiệm vụ, lực lượng bố trí tại tất cả những nút giao thông, ngã tư trọng điểm, tuyến đường huyết mạch để tập trung phân luồng, điều khiển giao thông, chống ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông.
Mặc dù thời tiết thất thường, nhưng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo và thông suốt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.